Em đừng có nhìn cao quá nha Khang. Rồi bắt đầu Khang ơi. Rồi, sao mà quay hết phòng không? Để kiếm cái đẹp cái hả, quay tiếp. Chưa Khoa nói, chưa nói. Này chị kêu nói hay nói? Rồi nói đi. Bắt đầu ấy này. Ngân. Lau bàn xong nhớ cất thêm lau bàn vô phòng tủ như không tất cả không có được cách tự tin tới tinh thần tới tinh thần tới tinh bây giờ sau khi chúng ta đã tham quan phòng thì ta thì tiếp theo Khang xin giới thiệu. Các em vẫn nói đi, bọn vẫn nói, cứ nói bình thường. Xin giới thiệu đó là phòng ao bao của trung tâm khách hàng. Let's go đó vậy. Tại cửa đây. Xin chào. Chị chú ý cái quạt nha, cái đồ quạt phía sau có được không? À, rồi đó, rồi cậu làm đi. 2, 3, 4 4 cái đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi em làm đi Khánh. Dán gì đó. Từ từ thôi nha. Nhưng mà biết sao không, lấy cái khay của Khánh đi, tự nhiên Khánh cái tay con trai đi chừng thì Khánh hằng. Không giả bộ thôi. Giả bộ thôi. Nhớ nhắc nha. Rồi đẩy lại Khánh, đẩy vô đâu rõ ràng. Rồi làm việc vậy đó, rồi bình thường vậy thôi. Chưa rồi chị nhấp đi, ví dụ chị nhấp ha. Chị đúng rồi. Đúng rồi. Bỏ vô máy in. Kéo bỏ vô máy in đó. Kéo vô nhận hả? À, lấy cái mặt này nè. Lấy từ bên đây. Bỏ vô máy in. Vậy phải. Để chữ hết rồi. Chú ăn xong rồi. Rồi để bộ bấm anh để bộ. Chưa rồi. Nói và cuối cùng Sarah xin giới thiệu một thành viên không thể thiếu trong đại gia đình và là người dẫn dắt cả đại gia đình. Dạ may mắn gì? Đó là gia đình bình dưỡng nghiệp nè, về nhà hơi trước, đèn bếp điện bàn, bộ đồ cao hạnh phúc. Những cái lời nói có vô gì? Chị biết cách lúc em mở cửa là mọi người đã thấy gì? À, diễn tiếp đi bình thường ơi. Nói đi. Thôi đâu có âm thanh vô có. Dạ có. Chưa nha. Rồi em đi vô clip đi Khang. Nói đi. Rồi vô đi. Nói đi. Trung tâm dịch vụ khách hàng đã tạo ra môi trường làm việc cũng đã chuyên nghiệp và thân thiện cùng môi trường sống. Chúng tôi sẽ được hình ảnh trung tâm dịch vụ khách hàng trong luôn luôn tận tâm thân thiện và mang lại sự hài lòng cho khách hàng, góp phần vào sự thành công và phát triển bền vững của đại chúng mình. Ôi, sao em có nói ngủ? Ê, chị có nghe nè, cái chữ
chữ nữa sao đâu có thấy gì đâu bây giờ đi mà. Rồi mấy mọi người diễn gì diễn đi. À sao không nói nghe chưa nhỏ? Nói đi. 1, 2, 3. Quay nãy giờ rồi đó.